ai kem đây, kem đây, queo 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 queo, ăn kem gì đây? Kem sầu riêng đây, kem sầu riêng chính hãng luôn đây, kem sầu riêng rất là ngon, sầu riêng phủ sô cô la luôn, rồi bỏ thêm một quả cherry lên nữa, hấp dẫn luôn, hấp dẫn tuyệt vời mặt trời luôn các bạn ơi. Rồi thu tiền thôi, bán kem xong là bây giờ là thu tiền nha. Ok, một cây kem rất là xinh. Ăn kem ốc quế sầu riêng đây, ốc quế sầu riêng luôn đó, rồi phủ kem dâu luôn, cứ nhà kem dâu luôn, kem sầu riêng dâu phủ sô cô la đây, kem dâu kem sầu riêng, nhanh tay còn chậm tay hết nha. Que dù là queo ấy queo, không có tiền thì không có kem, có tiền mới có kem vô quá. Tiền rất là nhiều luôn các bạn ơi. Ồ, đẳng cấp rồ luôn nha, rồ rồ đen sồ luôn. Đẳng cấp pro là đẳng cấp chuyên nghiệp luôn á, mình mới kem chuyên nghiệp, bây giờ là kem sô cô la nha các bạn. Wow, kem sô cô la, kem sô cô la này mới rất là ngon nè, ở trên là có một ít kem tươi rồi bỏ quả cherry lên nữa. Đó, thêm một cái bánh ốc quế nữa chứ. Rồi, ngon lắm luôn, bán mất tiền luôn, có một cái bánh kẹp hình trái tim nữa. Lên luôn, tiền kỳ này hơi bộn nha, thu nhập cao. Nhưng mà không bằng lúc nãy là đẳng cấp chuyên nghiệp, bây giờ là đẳng cấp tầm thường thôi. Bây giờ mình sẽ làm kem dâu tiếp tục nha. Đây là kem dưa hấu nha, kem dưa hấu rõ tươi luôn. Phủ sô cô la lên nè, rắc những cái hạt thiên hà lên nữa, có bánh quế. Có bánh quế với bánh kẹp mà hình trái tim nữa nha các bạn. Rồi, oh yeah, bán hết trơn luôn. Rồi chỉ có thu tiền thôi. Oh, vượt qua đẳng cấp chuyên nghiệp lúc nãy nữa rồi, đẳng cấp tuyệt cao luôn, đẳng cấp cao tuyệt đỉnh luôn. Rồi bây giờ màu hồng là kem nho đây. Tới. Wow, màu đỏ là kem gì? Đây là màu đỏ là kem cherry các bạn ơi, kem cherry. Kem cherry mình phải đặt thêm một trái cherry lên trên nữa, bỏ bánh trái rồi lên cho nó xinh xinh. Nó xinh, nó nhìn nó hấp dẫn, mình bán mới có giá trị cao. Ôi lên tới mức cao nữa rồi, tiền thì tiền nhiều nha, lúc này tiền nhiều nha, lên. Oh, trời ơi, xém chạm mất lúc nãy luôn nha, chạm mất cao luôn. Thôi, bán kem thì không mấy chốc là mình sẽ giàu lên thôi. Kem rất là ngon mà người mua cũng rất là nhiều luôn. Cẩn thận, trời ơi. Bị cạnh tranh rồi kìa, thấy không, bị ai phá hoại kìa. Bây giờ mình sẽ làm kem sô-cô-la, phủ sô-cô-la luôn nha. Đó. Ôi, cái gì vậy? Rồi tránh cái trộm giọng nó ra nha. Rồi phát cho mọi người cây đây, bán đi kem cherry kem sô cô la đây. Ôi mình chỉ quan tâm đến tiền thôi, tiền kỳ này là mình rất là nhiều luôn, tiền nãy giờ là ngày nay là bán tiền nhiều nhất luôn á các bạn.